Này là Chí Thống Bình Minh. Sang thứ đối đầu với bên kia là đồ của anh Vũ Sinh An nhé các bạn. Bên kia Man Hun Đức Đề Bay. Pha vừa rồi đáng tiếc bóng ra ngoài. Pha bóng vừa rồi của Bình Minh nha các bạn. Quá ghê gớm. Đánh bóng ngoài của Bình Minh. Điểm 2-0 cho team của anh Vũ. Xử lý bóng tốt của Bình Minh các bạn. Bình Minh vào đây diễn qua chật chội luôn các bạn ơi. Gì nữa? Điểm 1-2. 1-2. Phát bóng không qua lưới Chí Thống. 3-1. Và là bóng tốt của Bình Minh. Điểm rút ngắn 2-3. Mai gắn chuyền vậy nha em. 2-3. Quá khó chịu cho phát bóng của Chí Thống của bạn ơi. Vẫn còn. Xem Biệt Thứ. Pha dứt điểm cực tốt của Sang Thứ các bạn ơi. Ba đều. Vô. Dở trên mà một pha gõ của tay sợ trường. Vô. Đường nghi chống trắng cho Bình Minh. Anh em thấy sự trở lại của Chiều Lùng hợp với Bình Minh không anh em? Bộ đôi làm mưa làm gió hồi xưa ở trên cái gì? Sân gì ở bên Biên Hòa quên là Chiều. Cho đều quá ghê gớm cho Chiều Lùng. Cũng đều không ạ? Chiều Lùng hồi xưa là ở trên Chợ Đều là chống hết tất cả anh em luôn nha. Ai lên cũng tiếp á. Xử lý bóng quá khéo của Man Hun. Quả bóng qua tay trắng. Ghi điểm cho Man Hun. 5-4. Chí Thống. Các bạn thấy Chí Thống số 3 bây giờ hơi bị lạ nha các bạn. Nhưng mà vẫn ăn điểm. 5 đều. 5 đều. Và bóng không qua lưới của Đức Đề Bay. Điểm 6-5. 6-5. Chặn bóng tốt của Sang Thứ và Bình Minh. 7-5. Đút. Cái nữa. Sao ông thủ nữa ông? Sáu đều. 6-7. Rồi 7 đều quýnh em ơi. Đúng rồi. 7 đều. 7 đều. Chèo bước ăn bước. Vô. Trời ơi. Chuyền bay biên bay mém bay ra ngoài luôn các bạn. Một pha bóng quá khó cho Bình Minh, đất tiên mình xử lý tốt. Hay là. Điểm 8-7. Pha chuyền ra biên muốn bay ra ngoài.
87. 87. Đút. Đường đi quá khéo léo của Đúc. Điểm được cân bằng. 8 đều. Điểm 8 đều. Bên đây điểm tấn công. Anh ơi. Bên đây công, bên đây bắt công. Anh đập bên anh. Rồi, có bóng vô rồi. Bên đây là bắt tấn công em ơi, 98 cho team của điểm 98 cho team sang thứ nha các bạn. 98. Phát bóng ra ngoài của Chí Thống. 9 đều. Nè. Ba ghi điểm của bên Vinh. Bỏ chịu ra luôn, bốn thằng này cứu tội tao nè. Chưa. 19. Mèn hôn. Quá tốt của Mèn hôn, một pha bóng trên trắng Bình Minh. 10 đều. Bạn trắng đi bóng với Bình Minh chính ra nè. Bạn trắng hết cái này. 10 đều. 10 đều. Quá hay cho cái biên 4 của Sang Thứ. 11 rồi. Mèn hôn. Chặn bóng rất tốt của Bình Minh các bạn ạ. 12-10 cho tên của Chí Thống. Hai con. Xong tới bạn bê quýnh. Bê đúng rồi, bê quýnh. Rồi tới bạn quay xe xong quay lại tới mình. Đúng rồi, xong rồi quay lại tới tôi. Thì 1A với 1A với lại 2A cho mình 1A với lại 3A. Ừ, xong rồi. 11. Cái đội quýnh đánh tới lúc bạn quýnh với lại. Không á. Cô nó có cơ hội 1 nó ra nó về luôn. Pha đá bóng ra ngoài của Bình Minh. 12 đều. 12 đều. Tám giờ, 7:47, 7:45 chuyến đội ra khai mạc chụp hình lưu niệm cái là được rồi. Đây. Lớn mà. 8 giờ giờ. Lỗi chạm lưới của Trần Vương. Lưới Vương chuyền ngay. Điểm 13-12 cho Chí Thống. 13-12. Đút. Pha đá bóng ngay đầu của Bình Minh nha các bạn. 14-13 quá rác của Bình Minh của Sang Thứ. 14-13. Mèn hôn. Ngay gỗ luôn các bạn ạ. Phản công sang Việt Thứ. Và như vậy là kết thúc trận đấu nha các bạn. Và trận đấu nghiêng về đội của Sang Việt Thứ Bình Minh Chí Thống nha các bạn. 15-13. Sang Việt Thứ Kiều Lùng và Bình